gương báo cửa vách rồi ra. Hai lốc 25 triệu là cái lốc trên, lốc của buồng làm lạnh, thế đâm ra mình mới phải cần hai lốc này là hai lốc máy. Đấy là cái khác biệt. Em mua hai lốc có 25 triệu, anh hai lốc 47 18 triệu mua. Có để cho mình giới thiệu đâu. Nghe mấy triệu 40.